Sở tạc cha thích lại bò mẹ bì nòng, mời bì nòng bứng le, chương trình quăm tay không đại phát thành truyền hình tỉnh Điện Biển. Cuồng chương trình mưa nì, xung khỏi sò trên họ tinh lại bò mẹ bì nòng, chú bai tèm xương lặng. Khải cốc, lò bai tèm, chi khói cải cắt cung hờn hi, hở bò mẹ chú chừa nòi côn. Té luôn trời sửa khỏng hơn mương, họt hùa chờ hứt khẩn khỏng dần bay. Sướp tàm, lò bay, điện biển đồng, o anh xón cắt cung, nền thí. Là suốt chương trình, lò bay tèm, lung lương vằn trường, côn vèn xanh, cuồng việc khánh thì dưa sườn. Khai nỉ mơi bò mè bì nòng bứng le chương trình. Chương bì nòng hạc sườn, cuồng gian cải ma, bò mè chủ chừa nòi côn cuồng tỉnh Điện Biển, có đầy đảng hơn mương trên cái, lại chương trình dự án choi dừa, có bê xương đầy đảng ủy, chính quyền địa phương, trên báo nếu chưa mà bè dưa sườn, khói cải cắt cung ướt ra. Cải nằn có mi lại chua hơn, có biến thái hùa chờ, báo không thả tỏ luôn choi dừa khỏng hơn mương, hư ha chóng trao hợt khẩn, khói cải cắt cung hờn hi. Bưng bì chạm nì nặng tỉnh Điện Biển, mi lại luôn dệt dườn, té việp biến thái chừa phân có bô bồng, tổ tảnh tổ liềng. Lại chú hươn bò mè chú chừa nòi côn, có khảnh chờ chiên nhảy, luôn dệt dườn có kẻ mà dệt trường hang khải toi công nghệ sùng. Cặp luôn bùn, mà bè bòm bưng kinh tế xã hội, gión cắt cung hởng hy phòng bò mè chú chừa nòi côn, biến thái luôn dệt dườn hay na phòng bản na. Huyện Điện Biển trên cái lại chương trình choi dừa, luông mà bè dưa dườn, bát cốc khe cơ đầy lang đì. Nừng cuồng số năn lò luông tành liềng rất dính, choi dừa bò mè côn khở mú, giữa bản xà cuông, xã Ba Thơm huyện Điện Biển. Ai lương vằn quyết mê nừng cuồng lại chú hươn đầy choi dừa củ hương cốc tà mà nòi, vậy mà bè tành liềng rất dính. Ai hở hù có nỉ xung khỏi quén khơi nọ bụ khẩu, trắng bụ nằm mua khẩu ly nương thổi, nhăng bó hộ bụ cỏ sằng, tành tổ sằng, trắng khải đầy lại ngơn. Kỳ bì chấm đi đầy luôn bồng trờ khỏng hơn mương, cấp ủy chính quyền trên cái lại chương trình mà bê dư dườn nặng bản cuống. Xung khỏi đầy trên cái khoa học kỹ thuật bụ bồng tành liềng, đầy củ ngân cốc mà bê dư dườn. Dương nằn có biến thái đầy luông dệt dườn cáo ké, từng bát sọ sáo luông tang khói cài cắt cung. Riềng chú hươn ai quyết, lựa tảnh hua tảnh bè dệt luông tang mả bè dệt dườn mà ứ. Chú sinh ra là như có trung cậy. Trung cậy có như gắng nước quan tâm. Ăn cu như mi luông bồng trần khổng đàng hơn mương hàng đi chú hơn khỏi đầy củ ngân cước mà bè dê dườn chú hơn khỏi củ hà xít chiều mắn sự mua bẻ mắt tành nọ là ông xung khỏi đầy bồn ba kỹ thuật tành liềng xương nằn bưng sơ xình mà bè đi dệt xương sư gión cạt cung hừng hy nọ choi dừa tạ vệ dệt vệ bày sở rú trầm dần bay khẩn cho đầy bày từng hươn, sọ hổ hịt không tòng chẳng, đơi kiển rú, luông dệt dườn. Vậy nếu chưa dần bay mà pe dệt dườn, men nưng cuồng bưng luông việt dệt cơ đầy lang đì. Có hương phân nho sùng đơi kiển rú dần bay cuồng bàn. Bồn giòn lò luông pu hết nàng hươn, khảy o luông tang mà pe dệt dườn, hợp bò mè chủ chừa nòi côn. Pu hết men luông dệt dườn báo cơn lại ngân cốc, nhưng hiệp thủ đầy lại nằm nắc. Dâng nặn lại chú hơn côn tay rủ Điện Biển chôm hạp bụ hết. Sầu lưng bụ hết nặng cổng làng, hỏi bưng bầu hết sớ bươn làng. Ảo phải bạt ỏm, vài diệt chưm cổng làng, cánh gión bá hở một manh hèn cắt hết. Bừa hết bền hiệp thủ văn, dâng nặn chắc huệ chơ đầy, và phả phồn đét báo cho chân. Nọ nàn o hết khải bền ca, cuồng chân năn kỹ thuật bụ làm đủ, cánh sờ chế ngay, chọc công lông mi khổng dần bay phồng bản na. Dương năn có đầy lại chú hơn côn tay bụ, chuồng hông bừa kìn cánh mi tấm thủ nhập. Đầy nhân chân mở lớp bụ hết, để sáng xuống khỏi từ nắm này các quy trình kỹ thuật hết, phóng hết bụ hết, để
quy trình kỹ thuật đó từ năm đầu bước cũng khỏi nắm mà đây chỉ bước cơ bản cũng hết phòng hậu rồi nhớ ở trường nó có cũng xuống khỏi diệt cũng hết rồi xuống khỏi rất cảm ơn rồi cũng khỏi sẽ ấu cũng kỹ thuật cũng cũng khỏi cái vụ này phòng đảng viên nó triển lại là cũng khỏi sẽ mở hoặc biết đẳng hơn nhất để phục vụ hở nhu cầu sinh hoạt hở thu mưu cái gần hậu thứ sáu từ cái phát triển quyền ở ý rồi cái việc phát triển tăng kinh tế ra khai ở tăng kinh tế là cái gần quyền dàn chi họt lầy chu hươn chi pu hết ha và bẹt cắp luông mi khổng dàn bay phòng bàn na tả và nòi bó cò lầy nhang giả cha ma tăng ngân cốc dưng nặn sầu mỏng cong mới luông trời dừa khổng hơn mương bừa bó mi ngân cốc khảy quảng pu hết dưng nặn dàn bay trắng pu lệch nòi khi chết là cán bộ hội đứng đứng quần ta ở nông ở việt sơn đào ở nông hù kết áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển đời sống phát triển kinh tế gia đình và kinh tế ổn định và đời sống học viên hàng mười hàng tướng tên cử thẩm dân đạo hàng nghi từ trắng những điều kiện ở du airport thứ nhất là thứ sáu là phát triển kinh tế gia đình tính tên thở thu nhập thở công an ví dụ bé lớp và phúc hết nghỉ để mình xuống khỏi toàn là học viên phụ nữ và xuống khỏi rồi nè xuống khỏi sẽ quán ba của viên xuống khỏi nhân rộng cái lái bản từ hội viên từ các bạn muốn từ ép học rồi năm hội viên tức dùng nấm nọ bưng luông diệt dườn đầy hơn mương tròi dừa hư lại luông đầy trên cái để hồ trời chóng trao hụt khẩn khổng bom me chủ chừa nòi côn dương côn tay rú thị xã mương lầy chôm hạp luông tang mà bè diệt dườn nặng văng nằm thủy điển sần là vài tè tiếng đây kiển dố hàng mử vịa tảnh tà nặng văng nằm thủy điển sần là nặng thị xã mương lầy đầy có cốc nặng xã lay nừa chơ trên cái dự án thủy điện dần là tinh mê tả đền na khổng dần bay cho nằm lực thuầm cánh chính quyền địa phương nhảy chú chú hươn mơ rú bón mở bưng mử cốc khẹ hính nhảy mơ rú bón mở đơi kiến rú dần bay bò lại dạ cha báu po đình diệt dườn báu po nằm sủ cánh lại khủ ứng diệt hở lại côn buôn lò lung lu vằn chấn rú bản hùa càng hở hủ nham còn tinh mết khùm nỉ mèn na ha và nằm nắc cảnh thủ nhập báu tẹt tiêng bừa báu po nằm hái phừa chơ đầy sung lớp tập huấn tảnh bà lung lựa đầy luông tăng chọc chân ăn lò tảnh bà nhứa cảnh bà chửa chơ cốc khẹ hê mê luông hồ trang dưng nằn báu cơ đầy lang đì ha và họt khẩy vị tảnh bà chửa men thủ nhập chính khổng chu hươn chuyển đổi khẩu chuyển đổi đi na như là nòng đánh tà sự mân ó hiệu quả cao hơn và tính hạch toán nó kinh tế thì giết bá các giết khẩu thì giết bá có thể đấy gấp đôi giết khẩu một bay té hồ pì mà sự tánh phá giống cây mướt miết đợt phá giống rồi sẽ tánh phá nhắm sự sẽ tánh có đôi khi đơn tính từ cuối kỳ hậu khai phục vụ cuối năm các bác phục vụ kinh trình. Mi thể nhàn danh luông tảnh bà cỏ tạ vệ dệt lơn tấm thủ nhập hở dàn bay phồng nhài bón rú tảng tánh thủy điển có bê xương phồng bò me chu chừa nòi côn cài nằn lại chu hươn có biến thái lang ngắm bó con thả luông tròi dừa khổng hơn mương nhăng chóng trao hượt khẩn khói cài cắt cung hường hy bưng luông vịa dệt vào nửa men bón nhằn choi dừa dần bay giúp tàm bánh khay hồ trà ca sàn cháo hanh khảm cài dạ cha hượt khẩn mạ pe dệt dườn năm dệt luông tăng giòn cắt cung hường hy cuồng phương vị cài na vịa bàn giải cho tàng ngân cốc chương trình sàm xếp a
cấp chu dự án nơi trời dừa tặng tánh hơn giàu mà pe dệt sườn tạ lại viện dệt cánh khải quàng chú luông gión cạt cung trời dừa lao đồng men chu hơn cạt áo cạt chu hơn chùa chừa nòi côn phải dệt việc các mương nọ dự án cuồng chương trình hoi nưng xàm xếp hà trời dừa chu xã bò lại dạ cha có mô phân nho dùng đơi kiển rú bò me chu chừa nòi côn ngày tinh cá la ngắm ma tang khói cài cạt cung quần gian chi họt chi nhằn bào mi bón khải tẹt tiêng cho tàng trương diệt o cần nhằn xanh luông tang hừng hy cần mi luông chôm hạp khổng chu doanh nghiệp cánh chu cấp ngành phải bứng đủ phải phân cờ đầy lang đì bòm diệt dườn cấp chế biến cáo trà cánh sư khải trường hang tỏi luông cạt kiên diệt dườn chế biến sư khải trường hang sưng nằn vịa khói cài cắt cung khổng sàn bay trắng đầy hừng hy. Trương Pì Nòng hạc sườn xón cạt cung văn nẹn thí mẹ nừng cuồng pưng luông bùn cần sẵn cuồng luông thang mà pe kinh tế xã hội khổng huyền cạt nừng bừa sương nằn cuồng pưng pì cái ma huyền địa biển đồng cò chóng anh trên cái bòm pưng chú luông kẻ khẩy xón cạt cung ướt ra cuồng nằn tóc hôm mà pe dưa dườn hay na tạ vịa dệt lươn tấm thù nhập khổng dần bay trên cái cờ đài lang tỷ chu chương trình dự án choi dừa khổng đảng hơn mương khởi dần bay cái nằn có bông phân choi dừa pome chu chừa nòi côn rú cuồng phòng huyền mưa hương mi đơi kín rú nhô vàng ím po nỏ pòm xưa. Men nưng quần hốc xếp sòng huyền cạt khổng tinh cầm mương điện biển đồng nhận danh mà pe dệt dần khảm khói cắt cung ngật giá nền thí men nả vịa cốc tò vừa xin nghị quyết đại hội đảng bộ tựa thứ hạ gian tiếp vì sòng văn về xếp hạ hoặc vì sòng văn về sau huyện điện biển đồng có bùn tạt ó gión số chú hân cạt bản phân mỏi pì té sàm hoặc hạ phân hoi vậy nàng vịa khảm khói cắt cung ngật giá cướp đầy lang đì huyện điện biển đồng có trên cái năm dệt lại luôn kẻ khải bòm pâng sống khò cấp luôn hủ siêng hay phừa khổng dần bay té chu chương trình dự án xón cạt cung ngật giá khổng đảng cánh chính phủ xương chương trình xàm xếp a chương trình hoa nâng xàm xếp hạ chương trình vkb chương trình khảm khói cạt cung ngật giá chương trình mục tiêu của mương tặng tánh bản nam ứ có choi sửa chữa phân phu bồng tành liêng vài dần bay mà pe dần dần các cái chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện ấy cũng đã được triển khai có hiệu quả và ngay từ đầu chu chương trình khảm khói cạt cung ngật giá khổng huyền co đầy trên cái cơ đầy lang tì ngày tế hòa bì xung khỏi co trên cái bàng họp khảm khói cạt cung ngật giá họp chu xã chu bàn ngành toàn thể cuồng năn mi bưng kẻ khải sùng pôn xương cuồng pì sòng văn và xếp cầu ăn lò ma tang hoa quai bẻ chương trình tặng cánh bản nam ứ chương trình mả pe cánh bảy chè pá phát triển rừng bảo vệ rừng men huyền diệt dần hai na xương năn mả pe pú bồng tành liêng men khù cốc tò cuồng luông tang khảm khói cần cung ngật giá khổng huyền điện biển đồng vâng xã ứt luông mi nằm đìn chủ đơn vị chức năng cánh chính quyền chủ xã thị trấn cò o hanh chiên báo nếu chưa po me dần bay biến thái chưa phân pu bổng tành liêng ầu chu tàng cò tổ chưa năm nắc sùng khải đầy ca khẩu hái phừa tành khua từng bát phúc khua dệt dườn hai na tòi luông dệt o chu tàng trương khải đầy ca cánh mả pe hồng hy nền thí trang xã có cửa hai thời đó là mình ăn bini diệt to lại đấy bini ví dụ là bini là 27 h là 6 chiếc h ăn khẩu rồi xí ship h lơ là mình khẩu lý ấy là cứ bị nọ nằng bàn lo cái ở cái trang xã thì cửa hai thời lo muốn khỏi mà họp cơ bản tuyên truyền lại lo là mình ở bị nọ quảng bản ở cái ao cần diệt ấy là tăng làm hơn mương tạo điều kiện là lo là giống từ mua từ quay
ở những huyện đặc biệt khó khăn là hộ nghèo đấy, các cận nghèo để hỗ trợ họ mấy huyện mấy tổ mua đấy, hỗ trợ họ nữa là tăng giờ nó còn những như hướng phấn lão khẩn ở tỉnh ở cửa mà pe mấy huyện nó ở cái cái nó còn mấy tổ nghèo đấy, ở lại tổ lũ nưng đấy mấy huyện nó cứ hết lập đấy, hết lập ở hàng làng man chúng ta quay hơn nó hỗ trợ này đấy, nên là bà nó cả rất cảm ơn ở tăng bản mương ở được tạo điều kiện giúp sang huyện hộ nghèo ở được phát để phát triển bền vững sau này nó khỏi cái rất cảm ơn. Họt khay tên cả huyện mi cải xếp sòng pan pét hoi hecta đình pu năm khẩu khẩu ly hôm pưng sát xính cải pét xếp ít pan tổ pét cái chầm sòng hoi xếp pan tổ pom cấp năn ủy ban nhân dân huyện gầu ẩn pa chu phong bàn truyền môn cát kiên khắp chu tổ chức chu đoàn thể cánh ủy ban nhân dân chu xã thị trấn tọc hôm chiến báo chu luông tăng chính sách hồng đẳng hơn mương tẹt pan họt nàng vịa khảm khói cát cung ngân xã hở tinh mét dần bay rú cùng huyền cuồng pì sòng pan và xếp cầu huyền co phê duyệt xếp xí dự án choi sửa mả pe thiết dương choi sửa sử trầm sàm hoi tùng hoa chưa cánh xí xếp sòng tổ quay hở chằm sàm hoi hà xếp chua hơn cạt chua hơn áo cạt chua hơn hính khói cài cạt cung ngật ra cấp hôm số ngân cài xí tìm ăn mà khay sòng hương xếp dần gión cạt cung ngật ra tế ngân cốc trường trình hoi nương sàm xếp hà cấp hốc xếp sòng chua hơn trông hạp hôm ngân ngẩn sách hơn mương tròi dừa chết hoi hà xếp xí triệu mằn vậy sư xí xếp sàm tổ hoa cánh xếp cầu tổ quái sứ chằm cầu xếp cầu phân hoi số chú ăn cạt đẩy bàn dài thẻ bảo hiểm y tế tổ chức hở chằm sòng văn hả hoài côn dệt dườn bày dệt vệ nằng chu giải nghiệp khung công nghiệp nọ huyền cánh mương nọ như năn số chú ăn cạt khổng huyền tiện biển đồng vì sòng văn và xếp cầu co lút xón cổng hả xếp phân hoi bằng các cái nguồn lực hỗ trợ của các cái chương trình 30A, chương trình 135 và hiện nay là gọi là tế ngân tròi dừa khổng hơn mương huyền cò phúc hanh mả pe tảnh thiêng hoa quai bẻ du cổng phồng vây khảo khói cắt cung ngực ra vòng cấp năn trên cái chương trình mỏi xã cùng huyền mi tàng trương tiếng nưng cắt kiên cấp số nưng đơn vị nhận sư chu tàng trương dệt ót đầy sủ xương mát phạc khổng xã tìa dình nừng quầng bưng luông kẻ khay có hôm phơn gión cật cung ngực xã cứ đẩy lang tì ăn lò tạ luông ngài tì hở chua hơn cật củ ngân cốc mả ve dệt dườn tạ về dệt họt khay huyện điện biển đồng có mỹ cải phát nừng hả hỏi tựa chua hơn cật chua hơn áo cật đẩy củ ngân cốc tà mà nòi té chu chương trình dự án chính sách choi dừa gión cắt cung ngân ra gấp số ngân cài sàm hoi bài sòng tỉ mằn cuồng năn sòng phân sàm số ngân cốc củ té ngẩn hăng chính sách xã hội bền bón bưng ình hở côn cạt té chu tàng ngân cốc vào nửa huyện cầu quần pa chu địa phương tọp hôm tổ chức choi dừa mả pe dệt dừa hai na tòi nhóm cho hươn mà tăng chừa phan phụ bồng tảnh liêng choi sửa po me lươn nho ca dệt dần tuyên truyền đặc biệt là cái tuyên truyền vận động bà con được vay vốn sau khi vay vốn là phải được kiểm tra phối hợp với các khối đoàn thể và chính quyền địa phương là kiểm tra trên báo hở po me làng chơ củ ngân cốc cần sủ giống men vịa xung khỏi cạt kiên cấp trung ngành đoàn thể vững đủ le ngân cốc mả khay xương sư vầy lập tăn kẻ khay quần bó vịa dần bay củ ngân cốc bấu bánh khay đầy lang tì tẹt ban họt nàng vịa khảm khói cạt cung ngân xã khổng huyền chăm co cứ đẩy số nâng lang tì cân sẵn cuồng nàng vịa khảm khói cạt cung ngân xã và số chú hân cạt khổng huyền điện biển đồng họt khai co nhăn sùng chi sướp tàm xón cạt cung ngực xã tòi nghị quyết đại hội đảng bộ huyền bùn tạt o cấp ủy chính quyền huyền điện biển đồng cần o hanh xưa mới quần chiên cái
chùa luông xón cạt cung ướt xa xương xếp tàm tướm ten luông uẩn pha khổng đảng khổng chính quyền cánh luông vệ dệt khổng chùa tổ chức đoàn thể té cấp huyền họt xá bản đối cấp nàng vệ khảm khói cạt cung ướt xa bánh khải chùa luông hanh sòn hôm cự đẩy lang tỷ chủ chương trình dự án vầy gión cật cung ướt ra nền thí. Tọp hôm bốc hành, nàng vịa chiên pháo nếu chưa, vầy mỏi chú ăn cạt, áo cạt, mi hỏa trào ha hợt khẩn, khói cài cật cung ướt ra. Báu công thả sở luông tròi dừa khòng hơn mương cánh bản khuống. Chương bộ mẹ bị nòng, cắp luông chóng trâu dệt dườn, hướt khẩn dệt hằng, cắp hứa hanh khổng trầu. Lại bộ mẹ nàng tình địa biển, có trên cái luông tảnh liền, cuồng nằn, luông tảnh manh chí hịt, khải o trở lạt khổng lung lương phản trường, rú bản nòng ứng, xã Thành An, huyện địa biển, men phảng ven xanh nừng, có phong phân dệt hằng, hở trầu, cánh bộ mẹ bản huống. Lê hình ngân cốc phai ó dệt báo lại, tổ tành báo bền bênh ha, báo dệt oái hai năm đìn, cánh gian đèo tành liêng báo hừng. Lung lương vận trường, giúp bản nóng ứng xã Thành An, huyện Điện Biên, có khảnh trào tành manh chi hịt. Lung trường hở khu, gian cốc khẹ, tành khảo bứng, vừa hê hù trành, luông mả pe khòng manh chi hịt, có pe xương, luông dệt công tành, kỹ thuật làm đù. Sương năn tổ chí hít chữa tài án lại. Báu hồn bát, lung sướp tàm ép hiên, thòn luông hồ trang, cánh tảnh cướt đầy lang tỳ. Trường kìn hở manh chi hít, mi lại tàng. Phân lại, lò hăm khẩu, khẩu ly, cánh số nưng tàng phác nhà. Sương bờ mân ngồ, phác bồng, nhà trang. Chơ hở chí hít kìn, phác đầy suối pẹ sờ. Cánh báu huy xà bảy chè cò bú bồng. Hàng mư, ẩu xài phà năm, vẽ xương móc mười, té sòng hót sàm tưa, vài dệt chùm hở chí hịt. Tỉnh ngay, còn bột đó mới cử phấn bá đáng kể, bột cử đi hết này. Bột đủ các loại bột tổng hợp này, bột mù bột khơi mới cử kinh đích nôi thôi. Quân đại đa số là phát đó mới kín tạp đủ các loại phát cũng có kín biết đưa vào này. Ăn bình nào thì cái mi cơ tuần nừng là hâu bể sinh mân giòn ăn khay mân ạ. Tuần nừng là xin mự. Và tớ nói thì hâu bữa đầy bể sinh tớ nói mân đang ăn tệ khay nè, hâu bữa đầy bể sinh. Chứ là mân nhớ là mân chuẩn bị ép bốn bị mân là hâu trắng đầy bể sinh mân thôi. Lung trường đẩy le mèn côn cốc hẹ ẩu chừa manh chi hịt ma tảnh nằng cuồng phồng y mèn luông dệt dườn máu nằng bàn khuống có hôm phơn bánh khay mà pe dệt dườn le hình lang tỷ cướt đầy khổng luông dệt dườn nỉ lung cỏ chiên pháo nếu chưa bò mè phải phơn tảnh manh chi hịt khay nỉ mi cài bét xếp cho hươn cuồng phồng ma xào hà họt lung vầy ép hiên luông tảnh liêng, cỏ bé xương sử tổ chừa. Ban đầu đó, ông chàng đó là men là đu phở, đu chai sau khẩn mạng. Hình cơ tàu hình ở mà dệt thí điểm thử nó khỏi mới ịn. Mới ịn qua đây, lê cỡ sướng hủ sướng tà, đeo cỡ tà sư cỡ. Ê xóa đó giảm nghèo hình nó khỏi nằm bánh sàn mới ấu chừa ông chàng. Nhưng mà mình mà đây cụ thể đó cỡ công nhận tệ. Cỡ bước bám mò lại. Chơi mà áo đó là ông chiến đó sẽ áo các đụ mà tư vấn ở là dệt công đến gì này đều là các thứ áo đặt hàng bắt đầu áo đô ăn đấy đô ăn hàng mình đấy xin mà bỏ xin là cửa chờ cửa ban đầu đó cửa vũ cửa đeo nâng xong hóa chờ đó cửa ấy chết đấy bây giờ đấy im không mở
họ cho diệt mà nó mình đây hiện mình kín mình ăn nó nhất là tả bên tốt thì mình kín thì bố cứ hay há phủ nó mi chơi cài bên mình sướng mình kín là chứ nó cứ sướng cứ đắt thành tôi nè khi nì mình chỉ hít đẩy lại con mặc kín mỏi cần mình chỉ hít hải ca sòng hoi pan mặn ngân vừa xin quảng san chỉ họt lông trường chỉ dệt tướng công mà pe tướng chỉ hít vay khai lên tấm thu nhập.
Chương trình quan thay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hót nhì dò sang cón và bà mẹ pì nòng chi lê lầu chương trình mời pì nòng khảo website điện biên tv.vn, YouTube đài truyền hình Điện Biên, Facebook đài phát thanh cánh truyền hình Điện Biên, chôm tạc trao pì nòng.